chúng ta phải cài đặt cái phần mềm vào đúng không? Một điều tiếp theo đó là để chúng ta ra chúng ta làm cái gì thì chúng ta cần phải có gì tạo cho mình cái gì các bạn ơi, môi trường. Chúng ta thiếu cái môi trường chúng ta không có thể làm cái gì được. Các bạn học ngoại ngữ ra mà các bạn không có cái môi trường thì chúng ta nói về ngoại ngữ, thực hành về ngoại ngữ thì một vài thời gian sau là chúng ta quên hết. Có không? Các bạn học những cái lớp khởi nghiệp ra, muốn ra làm chủ ra mà các bạn rớt về một cái môi trường đó toàn là những người không làm chủ, những người không ủng hộ ta thì chúng ta có ra làm chủ được không? Rất khó, nên là chúng ta phải ở trong cái môi trường đó. Các bạn làm chủ ra, mình hay nói với các bạn mà nếu chúng ta không biết nhậu mà chúng ta chơi với năm thằng bạn nhậu thì tương lai chúng ta sẽ trở thành gì ạ? Bợm nhậu. Vì năm thằng bạn kia nó huấn luyện cho chúng ta. Ok chưa? Nếu các bạn không biết kinh doanh giỏi mà bạn chơi với 50 kinh doanh giỏi thì tương lai bạn sẽ trở thành gì ạ? Những người kinh doanh rất là giỏi, năm thằng bạn kia nó huấn luyện luyện ta. Chúng ta phải có chúng ta một cái môi trường. Cái môi trường đó nó gồm có cái gì ạ? Thứ nhất. Ok, chúng ta phải có người thầy. Ok chưa? Thứ hai chúng ta phải có gì ạ? Chúng ta phải có bè lũ. Ok chưa? Bè lũ là những thằng bạn của ta đó. Nhưng mà tại sao mà gọi là bè lũ chút xíu mình sẽ phân tích ra. Và tiếp theo là chúng ta phải có gì ạ? Đối thủ. Ok chưa? Chúng ta phải thực hiện tốt ba cái tam giác này trong cuộc đời mình phát hiện ra cái điều nè. Chúng ta phải ở và bạn là được gì ạ? Được bởi cái môi trường này nó chi phối bạn. Bạn ở giữa này nè. Được cái bạn ở giữa cái tam giác này, cái môi trường này nó chi phối bạn và nó sẽ huấn luyện bạn. Nó sẽ giúp cho bạn trở thành một người làm chủ rất là giỏi, một người làm kinh doanh rất là giỏi. Ok các bạn ơi. Ok. Ok chưa? Vậy bước đầu tiên là chúng ta phải có cho mình người. Người thầy. Người thầy họ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta nhiều không? Nhiều. Rất là nhiều. Cái người bố và người mẹ đầu tiên trong cuộc đời là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta có mà. Có không? Người bố người mẹ chính là người thầy đầu tiên trong cuộc đời của chúng ta. Khi các bạn mới sinh ra đời này, cái người dạy cho chúng ta đi, dạy cho chúng ta ăn uống, đó là cái gì? Dạy cho chúng ta biết nói. Ok chưa? Toàn bộ đó là ai? Là bố mẹ của chúng ta, là người thầy đầu tiên trong cuộc đời. Có các bạn ơi. Ok, nếu mà bố mẹ chúng ta có một cái tư duy rất là tuyệt vời thì sau này chúng ta cũng có tư duy rất là tuyệt vời. Có các bạn. Bố mẹ chúng ta hay nói như vậy nè: tao ráng cố gắng nuôi cho mày ăn học hết 12 thôi, nghe chưa? Là y chang cái đứa đó học hết 12 xong bố mẹ không cho học nữa. Có không? Có những cái gia đình thì nói rằng là tao cố gắng nuôi cho mày ăn học hết đại học. Có không? Là lập tức cái gia đình đó họ cố gắng họ nuôi cho họ con họ ăn hết học con. Có những gia đình ba mẹ rất là khó khăn, rất là nghèo, nhưng mà do họ có cái tầm nhìn như vậy nên họ cố gắng họ nuôi cho họ con họ ăn học đại học con. Có các bạn. Nhưng có những gia đình họ rất là khá giả, họ dư sức nuôi con ăn học, nhưng mà trong cái tầm nhìn họ, tao nuôi mày hết học hết cấp 3 là được rồi, học nhiều để làm gì? Lập tức cái thằng đó học hết cấp 3 xong hết học con. Có không? Bố mẹ chúng ta thì lại nói gì? Tao nuôi mày ăn học hết đại học thôi nha. Y chang nào, các bạn học hết đọc là bố mẹ vui rồi. Sau khi các bạn ra trường bố mẹ cứ nói: lúc này làm gì con? Nghe nói đi xin việc, có tiền. Thế là vui rồi. Tại tầm nhìn bố mẹ, ba mẹ tới đó thôi. Các bạn có hiểu chưa? Cái vai trò người thầy nó quan trọng không? Quan trọng không? Phải chi hồi đó bố mẹ nói như này: tao nuôi mày đến nỗi chừng nào mày sở hữu 3 cái doanh nghiệp thì lúc đó tao mới an tâm. Ok chưa? Các bạn sẽ khác không? Các bạn khác không? Thôi con cố gắng học lớn lên kiếm công ty nào làm đó là được rồi con. Có không? Cái tầm nhìn ba mẹ. Nên là bây giờ chúng ta cần phải có thế hệ trẻ chúng ta cần phải có cái tầm nhìn khác. Ok không? Ok chưa? Người thầy quan trọng không? Muốn làm cái gì thì bước đầu tiên chúng ta phải đi tìm người. Người thầy. Cái vai trò người thầy họ rất là quan trọng. Họ sẽ nhìn và họ sẽ biết cách giúp cho bạn phát huy cái năng lực của bạn lên nó như thế nào. Ok các bạn. Các bạn nào thường hay xem bóng đá? Giờ tới hết, bạn nào thích xem bóng đá? Đi kinh doanh là phải đam mê bóng đá.
Okay. Cái môn bóng đá là cái môn mà nó chứa toàn bộ những cái triết lý kinh doanh trong đó. Vì sao? Nếu mà đội hình của bạn thằng nào đá dở là đối thủ nó khoét đúng cái chỗ đó là tiêu liệt, hiểu không? Trong đội ngũ của nhà bạn, cái chỗ nào bạn lũng là khoét đúng cái chỗ đó. Hằng Khải Siêu nó bị lũng chỗ đó, khoét đúng chỗ đó là nó chết, hiểu không? Có hiểu không? À, các bạn không biết bóng đá mà các bạn bóng đá chỉ cần thay đổi huấn luyện viên là đội bóng nó thay đổi liền. Trong công ty đuổi thằng chủ nó ra khỏi công ty cho cái điều hành là cái công ty nó phát triển liền co. Có hiểu không? Thằng cái nguyên nhân mà công ty nó không phát triển là do cái thằng chủ nó dở quá, các bạn hiểu không? Ok chưa? Cái môn bóng đá nó chứa toàn bộ cái triết lý trong kinh á. Bạn nào mà xem cái trận Euro Cup năm 2016 do tao cái trận chung kết á giữa Pháp với Bồ Đào Nha. Bạn nào xem cái trận đó Euro Cup, bạn nào ra xem cái trận đó giữa Pháp với Bồ Đào Nha, bạn nào xem và cuối cùng là Bồ Đào Nha thành công có không? Vai trò huấn luyện viên rõ ràng luôn. Các bạn thấy cái trận chung kết không? Hai đội đá đẹp không? Đá cường độ cực cao, bên nào đá đấy kiểu gì hai thủ môn nó cũng chụp hai thủ môn nó giỏi kinh khủng co bạn không kiểu gì hai thủ môn nó chụp cũng chết đó. Và phút bảy mấy á cái ông huấn luyện viên Bồ Đào Nha cái mà nói là cái vai trò huấn luyện viên nó quan trọng lắm, tung một cái thằng cầu thủ vô, cái thằng số 13, thằng này từ đầu trận tới giờ, từ đầu giải tới giờ nó chưa đá một trận nào, nó chưa đá một trận nào. Các bạn hiểu ra điều này chưa? Và nó vô mấy phút sau là nó quất vô cái trái bàn đo liền. Tại sao cái vai trò huấn luyện viên quan trọng? Các bạn những cái trận đấu đỉnh cao đó, các bạn nhớ trận đấu đỉnh cao đó là mấy thủ môn nó luyện hết rồi, các bạn hiểu không? Nó luyện lắm, nó đọc vị từng thằng cầu thủ một, nó biết mà banh mà vào chân cầu thủ này là cầu thủ này nó sẽ có xu hướng nó đá về hướng nào, các bạn hiểu không? Nào nó bay, nó phản xạ, nó cảm giác nó chụp và cái tốc độ đá nó cao, nó chụp kiểu gì nó chụp cũng được. Các bạn về các bạn mở lại cái trận đó các bạn coi, nhưng mà tự nhiên ông quăng cái thằng này vô. Ok không? Và các bạn nó chạm cái trái banh đầu tiên là nó đá vô luôn. Tự nhiên thằng này nó đưa thằng thủ môn Pháp nó đúng mà cái thằng này nó đá cái hướng nào trời. Các bạn có hiểu không? Ra điều này cái đó là cái chiến thuật đó, gọi là cái chiến thuật của người thầy á. Thằng đó nó chạm vô nó xíu vô luôn, và thủ môn Pháp đứng như trời trồng luôn. Không phải ăn sao được. Tại vì không biết nó như thế nào. Nó đá cái hướng nào đây trời. Các bạn có hình dung rồi. Ok không? Ok bạn ơi. Dạ. Vai trò người thầy rất là quan trọng. Chưa? Cái câu hỏi đặt ra ở đây nè. Các bạn ghi vào nè, các bạn đã có người thầy trong kinh doanh cho mình chưa? Các bạn có những cái người thầy kinh doanh tuyệt vời chưa? Ok chưa? Nếu bạn không có thì bạn còn lấy hay hoài. Tại sao nó như vậy? Chút xíu đi. Sau khi mình chia sẻ ba cái mối tiêu rồi ba cái yếu tố này mình tổng kết lại các bạn mơ tay. Chúng ta có một phút chúng ta thảo luận những người bên cạnh. Bạn đã có những người thầy tuyệt vời trong kinh doanh chưa? Ok, mời các bạn. Bắt đầu.